18 giờ ngày 25 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 du học sinh trở về từ Pháp trên chuyến bay VN008, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Ca bệnh số 326 BN326, bệnh nhân nữ 20 tuổi là du học sinh Pháp có địa chỉ tại phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 5, bệnh nhân từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN008 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại sư đoàn 317 huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm ngày 25 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Cùng ngày, Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh. Như vậy, tổng số trường hợp chữa khỏi COVID-19 ở nước ta đến thời điểm hiện tại là 272 trên 325, chiếm 84% tổng số bệnh nhân. Chiều 25 tháng 5, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, nữ bệnh nhân số 312 mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh vừa được công bố khỏi bệnh. Hiện bệnh nhân có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở. Kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp các ngày 19, 21 và 23 tháng 5 đều âm tính với virus corona. Bệnh nhân đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Theo ông Diện, bệnh nhân số 312 là bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng đang điều trị tại cơ sở y tế ở Quảng Ninh. Sau khi bệnh nhân khỏi bệnh, Quảng Ninh không còn bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh nhân số 312 là nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là một trong 24 ca bệnh khác trở về Việt Nam từ Nga trên chuyến bay VN0062, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh lúc 4 giờ 40 sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua. Chuyến bay VN0062 chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn sau khi nhập cảnh được cách ly tại 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Tại nơi cách ly, tất cả được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy có 24 hành khách dương tính với virus corona. 23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân số 312 được chuyển tới Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh. Như vậy, đến nay, Việt Nam ghi nhận 325 người mắc COVID-19, trong đó 268 người khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế. Trưa ngày 25 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân số 91, nam phi công người Anh, 43 tuổi, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ giảm liều thuốc an thần và ngưng thuốc giãn cơ cho bệnh nhân. Ngay khi tiếp nhận nam phi công từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn ngay trong đêm và xác định bệnh nhân mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, viêm phổi do Bucoderia sebacea và tổn thương thận cấp. Tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có mạch huyết áp ổn định, đang thở máy và ECMO, lượng máu ECMO còn cao. Bệnh nhân được ngưng lọc máu liên tục từ chiều ngày 22 tháng 5, tiểu khá nhưng chức năng thận chưa hồi phục. Đáng chú ý, bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch với giảm tế bào lympho máu kéo dài. Hiện các bác sĩ tiếp tục cho người bệnh vật lý trị liệu hô hấp, dinh dưỡng tĩnh mạch và đường tiêu hóa sử dụng kháng sinh. Theo đánh giá từ Bệnh viện Chợ Rẫy, tiên lượng bệnh nhân còn nặng vì phụ thuộc gần như hoàn toàn. Theo đánh giá từ Bệnh viện Chợ Rẫy, tiên lượng bệnh nhân còn nặng vì phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được. Bệnh nhân số 91 được xác định là ca mắc COVID-19 nặng nhất Việt Nam. Sau 66 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2 6 lần liên tiếp trong 15 ngày. Chiều ngày 22 tháng 5, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị và chuẩn bị phương án ghép phổi. Anh Kim Lai Huy hiện sống ở London, Anh, cao 1m67 nhưng nặng tới 95kg. Tình trạng quá cân khiến việc chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 trở nên khó khăn hơn nhiều. Khi kỹ sư phần mềm 43 tuổi nhập viện vào giữa tháng 3, các bác sĩ tiên liệu anh chỉ có 20% cơ hội sống. Phải mất một tháng sau anh mới bình phục, khi đó anh chỉ còn nặng 65kg. Tôi không nhận ra mình trong gương khi sụt nhiều cân tới thế. Tôi quyết định sẽ giữ trọng lượng như vậy, anh Ly chia sẻ. Anh Ly cho rằng béo phì và ăn thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, khiến bệnh của anh nặng hơn. Anh cảm thấy đó là một hành trình đáng sợ, giống như cú tát vào mặt. Ngày 12 tháng 3, anh Ly cảm thấy mệt mỏi, khó thở. Ngày 17 tháng 3, anh đi khám, nhưng các bác sĩ nghi anh bị viêm phế quản nên kê đơn thuốc cho anh uống tại nhà. 3 ngày sau, các triệu chứng trở nên nặng hơn. Anh không chỉ khó thở mà còn mất cảm giác mùi vị và chảy nước mũi.
Sau đó, anh Ly được cấp cứu vào bệnh viện. Ban đầu, anh có kết quả âm tính với nCoV, nhưng lần xét nghiệm thứ hai khẳng định anh nhiễm virus corona. Mẹ vợ 63 tuổi của anh Ly cũng mắc căn bệnh này. Nếu như mẹ vợ chỉ nằm viện 2 tuần, tình trạng của anh Ly nhanh chóng trở nên tệ hại. Anh được đưa vào khu chăm sóc tích cực ở bệnh viện Queen Elizabeth. Máy thở không đem lại hiệu quả nên anh phải sử dụng ECMO, tim phổi nhân tạo. Ngày 9 tháng 4, bệnh nhân tỉnh táo nhưng thận không thể lọc máu nên phải chạy thận nhân tạo. Anh Ly dần cảm thấy khỏe hơn và bắt đầu ăn uống trở lại. Đến ngày 22 tháng 4, anh được xe cứu thương trở về nhà và khiến vợ con sốc với vẻ ngoài thanh mảnh khác hẳn trước đây. Chia sẻ về sự thay đổi cân nặng của chồng, chị Sherry nói họ sẽ loại bỏ thói quen ăn đồ không có lợi cho sức khỏe trước đây. Anh ấy đã có cơ hội thứ hai, đó là một lời cảnh báo. Chị Sherry chia sẻ, khi mới về, anh Ly yếu tới mức không thể cầm điện thoại, chưa thể lên cầu thang, tự tắm rửa hay dùng dao dĩa. Phải mất một tuần, anh mới bắt đầu lên được tầng trên. Hiện tại, bệnh nhân này vẫn phải tự cách ly hoàn toàn vì sợ ra ngoài có thể bị ốm lần nữa.